Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí, đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Gò Dốc. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ cây cho anh em mình tham khảo ha. Thì như trước mặt anh em thấy á, đây là một chiếc đồng hồ cây, nó có cái dáng rất là cổ điển anh em ha. Dạng nó rất là cổ điển, rất là đẹp anh em ơi. Đó, rất là đẹp và cổ điển. Rồi anh em mình cùng với em đi soi xem cái con đồng hồ cây này nó có cái gì hay anh em ha. Chơi với em thì vẫn như mọi khi ha, tất cả mọi chiếc đồng hồ mình phải được xem xét kỹ anh em ha. Soi kỹ ha. Em có câu nói rất là quen thuộc anh em ha, người bán cũng vui mà người mua cũng vui anh em ha. Đó, năm nay 2022 2023 rồi, cho nên là những chiếc đồng hồ của anh em là nó phải được minh bạch và rõ ràng anh em ha. Tất cả mọi thứ nó hiểu được minh bạch rõ ràng. Em thì ít khi nào mà bán giao lưu một hai tấm hình lắm anh em ha. Đó, tất cả mọi thứ nó đều phải được làm video clip đó, cận cảnh đầy đủ như thế này anh em ha. Nhất là những anh em ở xa cần phải có những cái video clip như thế này để anh em mình đánh giá một cái chiếc đồng hồ, một cái con hàng ha. Đó, nó cận cảnh, nó trực quan nhất anh em ha. Đó, rồi anh em mình đi soi đi. Trước tiên cũng như mọi khi em sẽ báo cái thương hiệu anh em ha. Đó, thương hiệu con này thì đến từ nhà Rizway anh em ha, đến từ nhà Rizway. Đó, nhà Rizway thì anh em biết rồi. Đó, rất là nổi tiếng anh em ha. Rizway nó sáp nhập với Howard Miller anh em ha, sau này là nó sáp nhập Howard với thương hiệu Howard Miller. Đó, thì Howard Miller nó cũng sản xuất tới ngày hôm nay anh em ha. Đó, rồi con này thì cấu hình của nó là 12 gông 12 búa chơi 3 bản nhạc anh em ha. 12 gông 12 búa chơi 3 bản nhạc. Đó, nó tổng cộng là 4 cửa anh em ha. Đó, cửa chọn trên rồi, ở dưới rồi, hai cửa sổ cũng mở ra được anh em ha. Đó, nó kêu là 4 cửa anh em ha. Rồi, nó với một cái kích thước là tổng thể là cao 2m25, ngang là 64, sâu là 38, đường kính mặt số là 24 cm. Với một cái kích thước này thì nó cũng khá là to anh em ha. Đó, khá là to nha anh em, chứ không có nhỏ nha anh em. Đó, đặc biệt anh em thấy nó chơi ở trên ba con tiện rất là đẹp ha. Rồi anh em mình đi soi đi. Trước tiên thì anh em mình nhìn thấy cái chất liệu gỗ của nó thì anh em mình đoán ra nó là gỗ gì anh em ha. Đó, đây là gỗ cherry anh đào anh em ha. Đó, gỗ cherry anh đào. Thôi thì tất cả những cái đồng hồ Mỹ anh em nó khoảng vài chất liệu gỗ thôi anh em. Thứ nhất là gỗ sồi ha. Đó, thứ nhì nữa là gỗ anh đào anh em ha. Đó, thứ ba nữa là gỗ gụ và gỗ chó thì đó, trên những cái dòng đó là những cái dòng lớn mới có anh em ha. Đó, những cái dòng mà phân khúc tầm trung thì nó đa số là nó ra bằng gỗ sồi với lại gỗ anh đào là nhiều anh em ha. Đó, còn những cái dòng mà cao cấp thì nó mới sử dụng là gỗ chó và gỗ gụ anh em ha. Đó, rồi đây là cái phần chỉ ở bên trái đây anh em. Đó, chơi với em thì mình phải soi cận cảnh anh em ha. Đó, đây anh em thấy. Đó, anh em thấy rõ rồi, để em cho nó sáng lên. Đó, anh em thấy vân gỗ rất đẹp anh em ha. Đó, vân gỗ anh đào thường nó có mấy cái sọc xuống như này nè, cái sọc xuống như này. Đó, cái sơ vân. Đó, đây là phần chỉ bên trái anh em ha. Đây là cái trên ba con tiện anh em ha. Đó, trên đầu của nó là ba con tiện, giống như là những cái dòng mà cao cấp 030 đồ anh em, 030 066 đồ đó. Hay là những cái con mà challenge với chassis line đồ anh em, những cái con cao thường nó có ba con tiện anh em ha. Anh em thấy ba con tiện nó đẹp anh em, ba con tiện zin anh em ha. Ở đây thì nó chơi một cái mẫu cong xuống anh em ha. Đó, để ba con tiện nhìn nó rất là bề thế và cổ điển cho em. Đó, này coi này, số vần gỗ của nó này nè. Gỗ ha, rất đẹp. Đây là phần ở trên em ha. Rồi đây là cái phần bên tay phải anh em ha, phần bên phải. Đẹp hơn này, số vần gỗ đẹp hơn này. Sọc xuống nè. Rất đẹp nè ha. Còn khá là mới. Chi tiết mấy cái bằng gỗ sọc xuống này em ha. Này, mức được anh em ơi, mức được. Rồi đây là cái phần trụ ở bên
phải nè em ha. Đó, phần trụ của bên phải này nè. Đó, phần trụ bên phải. Họ chơi với em thì đó, từ từ anh em ha, mình xô từ từ ha. Đó. Rồi đây là cửa sổ anh em ha. Cửa sổ lưới. Đó. Mở ra anh em, ở đây nó có một cái chốt bi anh em ha. Đó, cái chốt bi như này rất là tiện ha. Đó, chốt bi mở ra. Bản lề đây anh em. Đó, bản lề ron lưới zin anh em ha. Mở ra mở vào rất là tiện anh em ha. Rồi đây là cái phần cửa trước đây nè, ở đây phải cái phần cửa trước mà nó cũng là kiến vát anh em ha. Anh em còn phần kiến vát, kiến vát bên nước ngoài họ vát rất là đẹp anh em ha, nó vát nó rất là thẳng hàng, rất là sắc sảo. Em còn cái phần gỗ nằm cửa trước của nó, phần gỗ này thấy không ạ, rất là đẹp anh em ha. Ở đây nấm này nè, nấm này mình mở cửa. Rồi đây là cái phần trụ ở bên trái nè em ha. Con này nó kêu là con, nó kêu là trụ 2/3 anh em ha. Dày như này nè, ốp vô rất đẹp nè em ha, đầy vân ở đây nè. Rồi đây là cái cửa sổ ở bên trái này nè, bằng gỗ đẹp hơn nè, mở ra nè ha, bản lề. Rồi mình đi xuống phần dưới nè em ha, đây là cái phần chỉ ngay chỗ một chia ngay chỗ phần đầu anh em ha, đây, anh em thấy rõ không nè, cận cảnh anh em ha, cận cảnh. Ở đây thì nó nhấn nhá một cái họa tiết này rất đẹp nè. Họa tiết anh em coi cái họa tiết của nó nè. Rồi anh em thấy ở đây nó có một cái quỳ rất đẹp anh em. Đó, một cái hoa lá tây hay là một cái hoa văn quỳ nè. Đó, cái dạng quỳ á. Đó. Rồi anh em coi cái hoa lá nó tỉa nè nè. Đẹp không nè. Tỉa suôn xiết, suôn suốt nguyên cái thân dưới, thân giữa anh em ha. Đó. Rất là cổ điển anh em, nhìn rất là hay anh em ha, nhìn rất là tây luôn. Đó, nhìn rất là tây ha. Rồi đây là cái phần hông bên phải anh em. Đó, kiến đương nhiên phải là kiến vát rồi anh em. Đó, kiến vát anh em ha. Đó đây. Phải quay từ từ cho anh em mình soi ha. Anh em mình soi kỹ vô, anh em mình bỏ tiền ra chơi mà phải soi kỹ với anh em. Đó. Soi kỹ vô anh em. Đây là bộ vỏ của nó mà soi kỹ vô. Đó. Nhất dáng gì âm anh em ha, soi kỹ vô. Đó. Đây là cái phần bên phải này, bên trái này nè. Bên phải. Đó, phần gỗ này thấy mà, đó, phần gỗ rất đẹp này ha, phần gỗ tự nhiên. Đó, còn cái này là cái hông ở bên trái đây nè. Đó. Vậy từ từ cho anh em mình xem ha. Rồi đây chìa khóa đây nè. Rồi đây. Rất đẹp nè. Rồi đây là cái mặt trước của nó đây nè. Em còn vân gỗ nữa. Vân gỗ tự nhiên. Đây vân nè. Vân gỗ tự nhiên nè nè. Vân gỗ tự nhiên nè ha. Quá đẹp anh em ha. Rồi anh em coi cả kiến vát này anh em. Đó, vát hết. Tất cả con hồ này sử dụng đều là kiến vát. Anh em thấy nó vát theo cái khung cửa không ạ? Đó, vát theo khung cửa nè. Vát xuống anh em thấy không ạ? Rồi anh em xem cái phần để. Phần để đẹp không? Phần để này rất là hay anh em ha. Đó, nhìn những cái hoa văn chân quỳ rất đẹp. Đó, anh em coi cái vườn gỗ của nó nè. Vân gỗ tự nhiên anh em. Vân gỗ tự nhiên. Rồi ở đây là một cái chân quỳ nè. Nó cái đế của nó rất một cái hoa lá tây chân quỳ rất đẹp anh em ha.
rất là cổ điển ha. Em thích cái thiết kế của mấy cái dạng như thế này anh em ha, nhìn nó cổ điển hay hay đó, nhất là những anh em nào mà chơi nhà mà phong cách mà tân cổ điển đó, chơi những cái phong cách này vô ta nhìn nhà tây tây đó, chơi rất là hay ha, rất là hợp anh em ha. Đó. Rồi đây là cái phần bên trái này nè em, còn phần gỗ nữa nè, phần gỗ này nè, phần gỗ này nè, đây nè, đó, phần bên trái này nè, phần đế bên trái nè ha, đó, phần đế bên trái, đẹp không này, đó, đó anh em thấy rõ mà, đó, rồi ở dưới này á là nó cũng đục chìm mà anh em thấy mà, đây nè, còn đục chìm nữa nè, đó, đục chìm, đục chìm, đục chìm anh em thấy không? Đục chìm, đục chìm, đục chìm anh em. Cận cảnh từng chi tiết anh em ha, cận cảnh từng chi tiết. Thôi anh em mình qua tới cái này ha. Đây, những cái hoa văn họa tiết này rất là tây anh em ha. Rất là tây. Rồi đây là cái phần bên phải anh em. Đó, phần bên phải nè, con này có vân gỗ đẹp không, đó những cái mắt, mắt vân gỗ này, đó mắt gỗ, đó. Đó, đây là bên phải anh em ha, đó, chơi với em là phải sôi sôi cận cảnh vậy anh em ha, người mua cũng vui, người bán cũng vui nè, không có gì mập mờ hết nè, thời buổi này không có gì mập mờ hết. Rồi anh em mình coi phần trên anh em ha, đó, đây là số series number của nó, đó, 39 3933 anh em ha, 3933 thương hiệu Rexway, ron chân kiến này nè, bản lề đây nè, ron chân kiến bản lề kiến zin anh em ha, đó, rồi anh em coi cái mặt số của nó nè, mặt số vàng anh em ha, đây là mặt chân sau đây nè, mặt lên chân sau, rồi cái này thì để chơi vui thôi anh em ha, đó chứ mình không có xem nó không có đúng theo cái ngày lịch âm của mình đâu nha anh em, đó đây, đây anh em thấy bốn góc bồng của nó nè, bốn góc bồng tỉa rất đẹp nè, tỉa rất đẹp, bốn góc bồng. Rồi em coi em soi tới phần số anh em ha, quần số, chạy tia rất đẹp nè, quần số, còn khá là mới đẹp anh em ha, đó, đây là chỗ bên phần chuyển bài đây anh em, silent 4/4 anh em ha, anh em đợi đây thì nó sẽ không, nó silent là im lặng bên phần nhạc anh em ha, anh em đợi silent 4/4 là nó sẽ im lặng phần nhạc và nó sẽ không có đổ, và nó không có đổ đổ điểm giờ luôn anh em ha, đó, đó anh em, nghĩa là anh em sai lần 4/4 là anh em để đây nè, anh em mình để nhạc á, em sorry anh em ha, anh em mình sai lần là im hết nè, sai lần 4/4 là nó không có điểm, nó không có điểm giờ anh em ha, đó, quên, em xin lỗi anh em, nó không có điểm nhạc mà nó chỉ điểm giờ thôi anh em ha, em sorry anh em, đó nó chỉ điểm giờ thôi, không điểm nhạc anh em ha, còn anh em dạng đây là tắt nhạc luôn nè, đó còn đây là ba bài nè anh em, Washington nè, San Michael và Westminster anh em ha, đó còn ở đây cái nút ở đây chính giữa mặt số anh em, đó anh em thấy cái chỗ mà nó thấy nguyên cái mặt trăng luôn, đó nó có dấu X nè, đó nghĩa là tắt chung đêm anh em ha, tắt chung đêm có nghĩa là sao, có nghĩa là khi anh em mình gạt xuống đây thì nó chạy bình thường ha, anh em mình gạt xuống đây á, đó là 10 giờ tối nó tự động nó tắt anh em ha, đó 7 giờ sáng là tự động nó sẽ đổ lại ha, đó này nó kêu là night off auto anh em ha, đó, cái tính năng này thì có cũng được mà cũng có cũng không sao anh em ha, đó nhiều, rất là nhiều anh em hỏi cái tính năng này ha, đó night off đồ á, đó thì night off á tắt chung đêm á anh em, thì nó có hai loại tắt chung đêm ha, ví dụ như bình thường á thì mình gạt bằng thủ công như thế này á là nó kêu là night off thường anh em ha, đó mình gạt thủ công này nó không phải là night off nè, cái này là nó tắt chuông bình thường thôi ha, nó tắt chuông bình thường thủ công gọi là tắt thủ công á, còn ví dụ như cái tính năng như thế này á là nó là night off auto nè, đó như vậy mới gọi là night off auto nè, đó gạt lên như thế này á đó là 10 tự động 10 giờ tối là nó nhắc,
7 giờ sáng là nó sẽ đổ lại đó, này mới gọi là nó bảo tù. Thì rất nhiều anh em hỏi em về tính năng này, nhưng mà khi mà đem về anh em ít khi nào xài lắm anh em ha. Đó, tại vì để công đồng phòng cây anh em, nó mình để thường thường mình để ngay phòng khách không à, không ai mình đem cái phòng cây cái đồng hồ này đem vô cái phòng ngủ để đó. Đó, đâm ra là anh em mình để ngay cái phòng khách nó cũng âm chu, nó cũng không có ảnh hưởng nha, không ảnh hưởng nhiều tới cái cuộc sống của mình đâu nè. Đó, cho nên là nó cũng nghe nó cũng vừa thôi đó. Thì cái tính năng này nhiều khi hỏi xong về anh em không ít khi nào sử dụng luôn à. Đó, em là nói thật sự là rất nhiều kinh nghiệm à, nhiều anh hỏi cái tính năng này lắm anh em ha, rất nhiều đó. Nhưng mà khi mà đem về em bán rất nhiều ha, đi mà đem về không ai xài hết không ai xài tới nên mà, cho nên cái tính năng này có cũng được mà không có cũng không sao anh em ha. Đó, còn bên đây là anh em mình khóa điểm giờ này nè. Đó, đó, sai đó, là mở nè, sai là im lặng nè, đây là không điểm giờ. Đó, rồi đây thương hiệu Westway đây nè. Đó, ở đây thì nó đề G-Well Movement, nó nghĩa là cái máy này chạy chân kính anh em ha. Đó, cái máy cái bộ chuyển động cái máy của nó là chạy chân kính nè. Nó có chân kính nè. Rồi em quay lại một cái phòng mặt số cho anh em mình xem ha. Còn rất là đẹp anh em ha. Con này thì nó sản xuất ở thập niên 80 nha anh em. Sản xuất thập niên 80 thì nó lên hoành khoảng cỡ bốn mấy năm thôi. Đó, mình coi đây. Đẹp anh em ha. Đây, rong chương kiến bản lề. Đó, rong chương kiến bản lề. Rong chương kiến bản lề. Bạn hãy kiến quá. Rất đẹp nha ha. Rồi, đây phần tạ đây nè. Đó, tạ cũng còn sáng bóng ha. Vỏ đồng lõi chì nha anh em. Đó, nhiều anh em hỏi em nguyên cục đồng không? Không có. Không phải anh em ha. Cái phần đồng này là cái phần vỏ ở bên ngoài thôi ha. Còn bên trong nó là ruột chì anh em ha. Đó, chì thì nó mới nặng anh em. Đó, nó nặng thì nó mới chạy được anh em ha. Còn đồng thì nguyên cái khối này nó không nặng đâu anh em. Đó, chỉ có chì nó mới nặng thôi. Đó, nó toàn là 4 cái mấy 5 kg, 6 7 kg không à, cho nên là nó phải là chì thì nó mới nặng anh em ha. Thì đó, chì thì nó mới vô đây nó mới chạy được ha. Bên ngoài đây là vỏ đồng anh em ha, bên trong là lõi chì. Đó, cái ruột nó bên trong là bằng chì. Cái vỏ ngoài là bằng đồng anh em ha. Đó, đây. Rồi, đây là cái phần tạ anh em ha. Đó, anh em mình treo thì cũng như vậy anh em ha. Cái con nặng nhất thì nó nằm bên đây anh em ha, nằm bên R-Ray. Nhẹ nhất là nằm ở đây anh em ha, là giữa để chạy giờ ha. Đây là để điểm giờ ha. Đó, cứ cái con nào, cái trái nào mà nặng nhất là luôn luôn nằm bên phải để nó kéo nhạc anh em ha. Đó, rồi đây là cái phần quả lắc đây nè. Đó, quả lắc quay dần anh em ha, rất đẹp. Đó, giống như kiểu của Howard Miller anh em ha. Đó, thì nó xài chung mà. Đó, xài chung phụ kiện với nhau anh em ha. Đó, khoa dần rất đẹp, sáng sủa soi gương anh em ha. Đó, rồi bên trong đây nè, ở đây nó có một cái tem của chủ cũ anh em ha. Đó, tem của chủ cũ ha. Đó, November. Đó, rồi 1987 anh em ha. 1987 thì nó mới có chưa tới 40 năm anh em ha, chưa tới 40 năm cho nên cái độ mới của nó còn khá là đẹp anh em ha. Anh em còn cái hậu nè. Đó, cái hậu anh ha. Hậu rất đẹp ha. Sáng sủa. Rộng chân kiến. Rồi. Tay quay đầy đủ anh em ha. Đó, tay quay hướng dẫn sử dụng nhanh ha. Đó. Đó, sạch sẽ không anh em? Có miếng bụi nào không anh em? Đâu có miếng bụi nào đâu đúng không anh em? À, chơi với em là không có bên bụi về nhà anh em ha. À, em là kỹ lắm, kỹ bán đồ dơ lắm ha. À, chơi với em là phải sạch, sạch sẽ ha. Tất cả mọi thứ đều phải sạch sẽ, tươm tất anh em ha. À, mình đem cái đẹp, cái sạch về nhà chứ ai đem cái dơ, cái bụi về nhà đâu anh em. Anh em nghĩ thì anh em bỏ tiền ra chơi còn về bắt lau chùi rồi cân chỉnh rồi chạy tới chạy lui mệt mỏi lắm anh em ha. Giờ chơi với em là về là ráp tạ lắc vô là sử dụng thôi ha, không có lao chùi bất cứ cái gì nữa đó. À, tất cả nó đều phải được sạch sẽ tươm tất.
đâu đó nó phải đàng hoàng anh em ha. Đó, anh em cứ đơn giản, anh em bỏ tiền là chơi, về cầm cái khăn lau nữa thôi mệt mỏi mệt mỏi lắm. Mọi thứ là em đã lo hết rồi. À, em thì luôn luôn là chơi cái sạch cái đẹp ha, không chơi cái dơ cái xấu anh em ha. Anh em mình phải xác định đây là nó không phải là đồng hồ cổ anh em ha, ở đây nó là đồng hồ cũ. À, đồng hồ cũ chứ không phải là đồng hồ cổ anh em ha. À, cho nên là nó phải sạch sẽ chứ, tươm tất chứ anh em. À, rồi tới phần chi tiết phần máy anh em ha. À, này cái máy nó dữ luôn anh em. Con này chạy cái máy nè, hơi bị gấu anh em ha. Rồi chạy cái máy hơi bị gấu. Rồi mời anh em xem chi tiết phần máy. Anh em xem chi tiết phần máy anh em thấy sao ạ? À, đây là một chiếc máy của nhà Hemler anh em ha. À, tuy là nó không có đóng cái thương hiệu của Hemler lên, vì đây là cái con mà nó của hãng Braceway, nó đặt riêng anh em ha. À, Braceway thì nó không có làm máy anh em ha. À, không có làm máy, nhưng mà nó đặt hàng riêng anh em, thì những cái dòng mà đặt hàng riêng á, thường á là nó đóng thương hiệu của cái hãng đặt lên anh em ha. À, còn ví dụ như anh em mình trong mắt anh em mình á, thì anh em mình biết nhìn vô là biết cái máy này là của nhà Hemler đến từ Đức anh em ha. Đó, anh em thấy nó chạy tổng cộng là 3 cốt ha. 3 cốt có ruby anh em ha. À, 3 cốt có ruby có nghĩa là nó chạy khoảng 6 viên. 6 viên cho 3 cốt anh em ha. Đó, rất là xịn sò anh em ha. Đó, chỉ có những cái dòng máy xịn sò thì nó mới chạy ruby chân kính anh em ha. Đó, đó nó cũng rất là nhiều cái chức năng anh em ha. Ở full chức năng, đó, chạy ruby nữa. Đó, anh em nghe âm nó phê lắm anh em. Rồi anh em nghe whistling tone anh em ha. Đó, giờ nó ở phần giữa rồi, phần số 6 rồi, anh em mình nghe tới 45 phút nha. Trong trẻo anh em ha, tiếng nó rất là sáng anh em. Đó, bây giờ anh em mình nghe bản đủ của Westminster này ha, dễ nghe nhất, sáng ăn cơm sườn anh em ha. Đó.
rất hay anh em ha, to rõ rất là hay luôn đó. À, con này Win 5 cực hay anh em ha. À, Win 5 tiếng lên sáng tiếng. À, dễ nghe anh em ơi. À, đóng lại hết anh em ha. Rồi em quay sơ một cái tổng thể lại cho anh em mình xem ha. À, một con Raceway với một cái dáng nó rất là cổ điển anh em ha. À, rất là cổ điển. Con này cũng khá to nha anh em. Đó, khá to nha. Đó, khá to. Ok anh em, về chi tiết phần giả cũng như mọi khi ha, anh em cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để trên màn hình á, hoặc là nhắn tin em sẽ trả lời anh em ha. À, nếu thấy hay hãy cho em một nút đăng ký, một nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến cho mọi người mình tham khảo anh em ha. À, giá hiện tại nó rất là tốt anh em ơi. À, rồi cảm ơn mọi người đã xem clip, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.